Ba lý do giúp Galaxia giữ thế trên thị trường smartphone. Chiến lược thông minh, công nghệ đột phá cùng uy tín thương hiệu là những yếu tố giúp Galaxia trở thành smartphone bán chạy nhất của Samsung tại Việt Nam trong năm 2019. Đại diện hãng điện tử Hàn Quốc cho biết dòng sản phẩm này đã bán được tới 5 triệu máy trong năm vừa qua. Để đạt được thành công phi thường đó, Samsung đã áp dụng chiến lược đổi mới đảo chiều bắt đầu từ năm 2018 khi liên tiếp tạo sự khác biệt thay vì mang những đột phá công nghệ lên các dòng flagship trước. Họ lại giới thiệu chúng trên dòng điện thoại hướng tới giới trẻ. Từ Galaxy A7 2018 có camera góc siêu rộng đầu tiên trong phân khúc cho tới Galaxy A9 2018 có 4 camera đầu tiên trên thế giới. Trước cả các đàn anh sừng sỏ như Galaxy S10 hay Galaxy Note 10 Thành công đến từ chiến lược thông minh. Đầu năm 2020, Samsung tiếp tục đẩy mạnh chiến lược này một cách mạnh mẽ hơn nữa với Galaxy A51 A71. Lần đầu tiên được trang bị camera macro chụp cận cảnh 5MP trước cả flagship. Chiến lược thông minh này đã tiếp tục đưa Samsung bay cao. Galaxy A51 bán hết gần nửa triệu máy chỉ trong vòng 2 tháng đầu sau khi ra mắt trong khi Galaxy A71 liên tục nằm top các smartphone bán chạy nhất tầm giá 10 triệu theo thống kê từ các nhà bán lẻ thương hiệu và sự uy tín. Trong phân khúc sản phẩm smartphone giá dưới 10 triệu, thương hiệu Samsung là cái tên duy nhất góp mặt trong top 10 thương hiệu hàng đầu của Interbrand, đứng thứ 6 với giá trị lên tới 61 tỷ đô la. Các đối thủ đối địch với Samsung thậm chí còn không có tên trong top 100. Đó chính là cái khó đầu tiên của các đối thủ khi muốn học theo chiến lược của Samsung, kể cả khi họ có thể tạo được một sản phẩm với tính năng y hệt chất lượng ngang bằng đi chăng nữa, giá trị thương hiệu cũng là điều họ không thể copy. Tính năng đỉnh cao dẫn đầu phân khúc. Màn hình Super AMOLED tân tiến hơn so với AMOLED của Galaxy A51, A71 tiếp tục trở thành bức tường, ngăn cản các thương hiệu khác copy lại. Không chỉ sử dụng công nghệ mới, và đắt đỏ bậc nhất, nhưng lại là của nhà chồng. Được, màn Super AMOLED của Galaxy A51, A71 còn có thiết kế Infinitio tiên phong trong phân khúc cần phải, nhớ chi phí sản xuất loại. Màn hình này đắt hơn nhiều so với công nghệ khác, vì đòi hỏi sự tinh tế trong khâu cắt và xử lý, thừa hưởng từ đàn anh Galaxy Note 10 series danh tiếng. Công nghệ chế tác, màn hình của Samsung còn đạt đến độ tinh tế hàng đầu khi thân máy Galaxy A51 chỉ mỏng 7,9 mm. Dù sở hữu màn hình lên tới 6,5 inch. Nếu cùng sử dụng màn hình có công nghệ hàng đầu và được chế tác tinh vi như của Samsung, các đối thủ sẽ phải chấp nhận giá bán tăng lên nhiều nữa. Bộ tứ camera cũng tương tự như vậy, nhờ chú trọng đầu tư vào R&D cùng với tự chủ về mặt công nghệ, nên Samsung có đủ tiềm lực để tiên phong giới thiệu các tính năng chụp ảnh đột phá trên smartphone tầm giá dưới 10 triệu, điển hình nhất là ống kính macro chụp cận cảnh được tích hợp trên Galaxy A51. Trước kia, muốn chụp ảnh macro, người dùng phải đầu tư máy ảnh chuyên nghiệp, nhưng giờ đây chỉ với smartphone như Galaxy A51 hay Galaxy A71 họ có thể dễ dàng sáng tác nên những bức ảnh đậm chất nghệ chứng kiến sự thành công của hai smartphone Galaxy nhà Samsung. Nhiều hãng khác thậm chí cũng dục dịch chạy theo xu hướng macro. Chính nhờ sự đầu tư nghiêm túc và chiến lược thông minh, Samsung đã luôn chiếm giữ ngôi vương trong ngành di rộng đồng thời có khả năng tạo ra những smartphone như Galaxy 51A 71. Đây là hai sản phẩm khai phá phân phúc dành cho giới trẻ rất thành công và tạo ra những chuẩn mực mới để các hãng khác học hỏi mọi người rất muốn biết bạn nghĩ như nào hãy để lại bình luận dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại